Chào tất cả mọi người nhá. Lâu lắm rồi, hôm nay mới lại trở lại với anh em. Và hôm nay mình bắt cóc u xin giá rẻ và biết để lâu nướng, gọi là các thể hiện các được dựa các đàn ông và biết. Đây hôm nay đây u xin giá rẻ đây. Anh ra chào mọi người con này. Xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay là bắt cóc Oxin vào bếp xem các bạn xem có món gì nhá. Đây, mực xào thì mực ống, đây con mực ống nhá các bạn nhá. Ống to đấy. Thì hôm nay là mực xào, mực xiếc thì mọi người đã ăn rồi. Hôm nay mình thể hiện món anh trai mình sẽ thể hiện món mực luộc. Đấy, và đặc sản Quảng Ninh đây mọi người, và đặc sản Quảng Ninh là sái sùng ấy nhá, con sái sùng ấy, rang sái sùng đấy. Mực luộc thì mình luộc con lá ổi này, sả này, me này, ít dứa, lửa quả dứa, ở miền Nam gọi là trái thơm đấy, ớt thì bây giờ là sẽ cho vào nồi nước này, cho một ít nước vào trong nồi này, thì mình sẽ bỏ ổi, sả, me, dứa vào để đun sôi lên cho nó thôi thôi nước chát chua cay đắng chát ngọt bùi đấy các bạn đấy. Thì vào khi bao giờ nước sôi lên thì mình sẽ bỏ lực mực vào mình luộc đấy, chai bỏ vào đun sôi lên đó luôn cả mà bé 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 đuôi quả me đấy, cho lửa to tương ớt nha các bạn nha. Đấy, cho tí tương ớt vào nha. Đấy, bao giờ là sôi lên đấy, trong khi chờ đợi nước sôi thì anh bật bếp anh rang cái sai sùng rồi đây. Thường thường là nhà có đàn bà rồi phụ nữ thì bếp lúc nó nghe nó chi tiết hơn các bạn, nhà toàn được dựa cho lên thôi. Lúng thế nào thì ăn thế các bạn nhé. Mọi người cũng cứ bảo là trong mùa dịch này thì thỉnh thoảng làm ẩm thực cần thiết vui nha anh em, nhưng thú thực là hôm nay là bắt cóc ông anh là vào bếp với mình, bởi vì là làm cái này mà một mình quay cũng rất là khó. Đó. Sách sùng ra các bạn. Đuổi. Sái sùng này đặc sản nó lên nhé các bạn nhé. Sái sùng trắng. Bởi vì trông nhiều người nhìn trông con sâu quá. Đây kiểu như con sâu 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 ở cát đấy. Nhưng mà sái sùng này nó rất là đắt. Nó đặc sản nó lên, nếu mà nói về hệ sái sùng này là thuộc dạng đắt. Đắt mấy triệu coi. Loại 1 như 7 triệu nó là đắt gấp hàng chục lần mực khô các bạn. Sách sùng rồi. Mình nhớ mang máng là như vậy. Bởi vì là cái này mình cũng không mua. Cái này là cũng ô xin rồi. Mình xin. Sao thế bỏ hơn 4 triệu. Đâu. Và có thời kỳ Tết là cái là mua cường mua biếu. Để biếu là loại 1 là 7 triệu không có một sùng. Đào một con sái sùng ở dưới cát này cũng mệt lắm các bạn. Trông một con. Đây mình cho các bạn xem cận cảnh. Đấy, đào một con này lên không phải là đơn giản đâu. Ở dưới cát. Đào lên xong bắt đầu là phải lộn ra xong rửa cát tiếp phơi.
Thế đào người ta cấm đào bằng xẻng. Đâu có sắn, nó có cái sắn thôi. Đào bằng xẻng nó không cho đào bằng xẻng. Đào xẻng nó có dụng cụ chuyên dụng mà. Đây mực ống này luộc thì không lên bóc ra nhé các bạn nhé. Đấy, lúc là cũng định bóc ra nhưng mà theo các nhà chuyên môn đã ăn rồi ăn mực luộc này rồi là khuyên là không lên bóc lớp da con mực ống này. Cái mực mai thì luộc thì bóc da lắm trắng, nhưng mực ống này, con này mực ống không phải mực mai đâu nhé các bạn nhé, ống nó to. Nước đang chuẩn bị sôi. Thơm. Đây chưa được rồi. Cho lửa nhỏ nhỏ rang tiếp. Nó vàng lên mới ngon. Đấy, mà nồi nước đã sôi được một lúc rồi các bạn này. Bây giờ mình mới bỏ mực vào luộc. Nồi luộc này là đúng đủ vị chua cay trắng đắng cát đắng đắng chát ngọt bùi. Bùi không quá nhưng mà chua cay đắng chát ngọt. Bởi vì quả dứa gọi là thơm nó cũng có vị ngọt, tôi được gọi đại vung vào nhé. Nào xong bắt lên là sắp xếp lên thì lại quay tiếp cho anh em xem nhá. Bởi vì là đợi này lâu thì rất mất thời gian nhá. Anh em đợi thì xong mình sẽ quay tiếp cho anh em xem. Chào tất cả anh em nhá. Sau một hồi mướt mát mồ hôi và vật vã thì anh em mình cũng hoàn thành xong bữa cơm. Và nên bắt đầu lên chiến đấu. Đây là món chủ lạo là mực luộc này đã thái ra, và đây là sái sùng rang diêu hến các bạn. Mình rất là thích ăn diêu hến với rau sống này, và cá kho, cá kìm kho thì nó cũng bữa cơm dân dã thôi. Và bây giờ mời anh em chiến đấu với anh em mình nhá. Bây giờ là mình vừa để một cái giá quay nó rất là khó. Nên bây giờ anh em là thay nhau quay thôi. Đấy. Anh quay cho em làm thử món này. Đây là thử món mực luộc này. Món này ăn rất là ngon các bạn. Không mấy như xào. Đây là tương ớt nhá. Đấy, con này là ăn bao giờ nó cũng vật vã là ngồi theo mình. Đấy, chấm tương ớt này, pha tương ớt này các bạn. Mời các bạn nhá. Bạn thấy trước quay video bạn thấy con này bữa cơm bao giờ cũng cứ phải làm nữa rồi. Cho nó miếng cho nó nằm yên.
cái này mực luộc này các bạn, đây mực luộc này là làm luộc theo kiểu này là làm rất là ngọt, ăn rất là ngọt. Bảo ông cháu đi mua cho ít nước ngọt, ông chơi chai Coca. Đợt trước là quay cái video ẩm thực, đợt trước là thực sự là mình không biết uống bia đấy, làm mấy hớp bia vào cái đau đầu cả buổi chiều. Hôm nay không dám uống bia, uống nước ngọt thôi. Mời các bạn nhé. Còn đây là sái sùng, mời các bạn. Đặc sản Hoàng Linh này mà nhiều anh em bảo là anh quay ấy, đặc sản Hoàng Linh thì giới thiệu mọi người cái món sái sùng này là món sái sùng này này, đặc sản nổi tiếng của Quảng Ninh, và sái sùng Quảng Ninh rất là ngon, nổi tiếng luôn đấy. Món là không chỉ rang ăn không mà mình nấu canh rau muống không biết đấy, cho vài con mà rất là ngọt luôn. Nhiều quán hàng người ta làm nước dùng ấy các bạn, người ta cũng cho với cái con sái sùng này vào rất là ngọt, cũng chấm thử ớt. Mình sẽ làm một miếng mực nữa nha, mực luộc nha. Đấy các bạn xem con mực ống mà miếng nó thái ra nó như kiểu mực mai ấy, to đấy, mực ống rất là to. Ngọt lắm. Nóng ghê. Thôi đưa quay lại anh ăn đi nào. Nào. Đây. Hai anh em ăn cho vui. Làm miếng nha. Ui. À gấp thử cái. Cạch cái cho nó. Mời anh em nhá. Đấy. Anh em ở nhà nói chung là cách ly với ngoài xã hội cũng chả biết làm cái gì. Chỉ ăn mới ngủ thôi. Ngon quá. Mời anh em nhá. Làm thử miếng mực nha. Đây. Tự tay nấu có cảm thấy ngon không? Ăn như ăn mực. Như mực. Em ngọt. Nói chung là thật sự nếu như cảm nhận của mình là mực luộc này ngon hơn mực xào. Để đây không để cái giá này không để các bạn. Rất là khó. Để cái giá này mà kiểu gì cũng phải có một người quay. Để cái giá này nhìn thấy mặt thì không nhìn thấy. Không nhìn thấy thức ăn. Ui giời ơi, cái con này nó cứ vật vã nó. Này, xoay sùng ra ngay. Này, cho nó miếng. Đấy, con húc của mình. Xoay sùng mình thực sự mấy anh em là mình quay nó kỹ thuật của mình nó chưa có nhiều, kinh nghiệm nó chưa có nhiều cho nên là quay có nhiều thiếu sót thì mong mọi người cũng thông cảm cho mình nhá. Bởi vì là ví dụ mà nhiều người ta làm, người ta quay ẩm thực cần thiết rất nhiều rồi thì người ta có kinh nghiệm quay, dù sao khung hình nó cũng đẹp hơn. Đấy, mình thì các bạn cũng biết rằng là quay lần này lần thứ hai. Đấy, dâu mực đây, dâu mực. Hai anh em mình là chỉ rượu màu vậy thôi. Rượu màu mang nhãn hiệu Coca-Cola này thôi các bạn nhé. Nào. Đấy.
Nhiều người ta thích ăn sái sùng đấy là các bạn này. Sái sùng này. Ngon. Ngọt lắm. Ai thích ăn nhưng không có mà ăn. Đây là đặc sản của Linh. Người ta như mình vừa nói ở đầu video là đào được một con này cũng vất vả lắm các bạn. Con này người ta không nuôi được. Sái sùng này người ta không nuôi được. Là người ta vẫn phải đi đào. Đấy, đào một con trước thì nhiều, bây giờ là Linh cũng rất là ít bởi vì đất người ta khai thác nhiều. Cho nên là nó không còn nhiều nữa. Quay này nó không được hình ảnh hai anh em ngồi ăn cơm nên nó trông nó rõ. Là anh quay này em cho con này nó ăn phát là. Đây là các bạn xem này. Bữa cơm nào nó lên là ăn dưới kia thì mình ngồi bàn dưới nhà dưới bàn ăn thì nó đòi ăn là nó cứ phải một chân này nó gác lên đùi mình đấy, còn lên đây là nó cứ phải gác lên trên đây cho nó ăn một hai miếng là bắt đầu nó mới chịu làm cái con này. Nè, đấy làm bữa cơm cũng mướt mát mồ hôi anh em. Rồi mình ăn ví dụ một miếng nữa rồi đây mực à, ấy mực ống nhá mà nó dày này các bạn, rất là to. Nhà nhà mùa dịch này tất cả mọi người là mình thấy vừa rồi là làm từ hôm qua hôm nay hôm kia thì Hà Nội lại thấy dân đổ ra rất là đông. Đấy, chỉ cách ly được vài ngày thôi các bố các tướng lại phi ầm ầm ra ngoài đường là rất là nguy hiểm. Nhiều khi lại chỉ vì cái ý thức nó hơi kém một tí này, bao nhiêu công lao công sức của nhà nước với nhân dân là đổ sông đổ biển. Cho nên là mọi người trong cái này là cố gắng là không có việc gì thì lên ở nhà thì dịch tiếp nó mới nhanh tan hơn. Thôi chào tạm biệt mọi người nhé. Thì mình bây giờ mình tắt video để hai anh em ăn cơm nhé, chứ còn mình chưa có nhiệm cái giá để quay đặt nên quay nó không quay được. Thôi chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe và gia đình bình an qua mùa dịch này. Chào tạm biệt mọi người.